Mở đầu là thông tin đáng chú ý ghi nhận về Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 10, công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ triển khai xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống giao thông thông minh giám sát tự động bằng camera trên tuyến đường quốc lộ 51. Hệ thống giao thông thông minh giám sát tự động bằng camera lắp đặt trên tuyến quốc lộ 51, đoạn chạy qua địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hệ thống này gồm 89 camera giám sát tự động ở 18 nút giao thông trong đó có 4 điểm với 6 camera giám sát tốc độ, 8 camera giám sát an ninh trật tự, hơn 70 camera ghi các lỗi như lấn làng, đi sai phần đường, ngược chiều, dừng đổ phương tiện sai quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Hệ thống có thể cùng lúc giám sát 6 làn xe, đo được tốc độ đến 300 km h ghi rõ biển số xe vi phạm cả ban đêm và trong thời tiết xấu. Trước đó, Công an tỉnh đã có kế hoạch vận hành chính thức hệ thống camera này từ ngày 6 tháng 7 năm 2021. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn, công an tỉnh đã quyết định tạm hoãn thực hiện việc xử phạt vi phạm giao thông qua hệ thống camera giao thông thông minh để tập trung lực lượng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Trong vài năm gần đây, tình hình trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 51 diễn biến phức tạp. Ý thức chấp hành các quy định luật giao thông đường bộ của nhiều người dân chưa nghiêm. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến quốc lộ 51 luôn là điểm đen về tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Do đó, việc triển khai lắp đặt hệ thống giám sát giao thông thông minh trên quốc lộ 51 đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của người dân, giúp cơ quan chức năng phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn giao thông và vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ này.